bị lãng quên lâu đến như vậy. Nhất là khi ông có những cơ may được làm việc như một phóng viên viết về mảng sân khấu, kịch trường. Sẽ nhiều bất ngờ, thậm chí ngỡ ngàng cho bất kỳ ai được ông giới thiệu cái kho báu của mình, bởi tất cả chỉ được gói gọn trong chiếc tủ gỗ ba ngăn này. Chỉ vậy thôi mà nó chứa đựng cả một thời vàng son của sân khấu cải lương Nam Bộ. Cần bất kỳ hình ảnh của vở tuồng nào, của soạn giả nào, của nghệ sĩ nào hay thể loại tuồng nào, chỉ cần một phút, ông đã có thể lấy đúng ngay những chiếc phim mong muốn, bởi tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự. 550 vở tuồng, khoảng 23.000 tấm phim đen trắng, cùng với rất nhiều hình ảnh chụp các sự kiện sân khấu thời bấy giờ. Huỳnh Công Minh trở thành người chép sử cho sân khấu cải lương Nam Bộ bằng hình. Quả là không ngoa khi gọi ông như thế, bởi ở cái kho tàng của ông có đầy đủ những cái tên làm nên lịch sử cải lương. Có đến hơn 50 đoàn hát, từ những đại bang đến những đoàn chẳng mấy ai biết tiếng, như Thanh Minh, Thanh Minh Thanh Nga, Kim Chưởng, Tao Nhã, Sông Kiều. Có đầy đủ những soạn giả tên tuổi lớn nhất, đến những cái tên người trong giới chưa chắc nghe qua, như Trần Hữu Trang, Hà Triệu Hoa Phượng, Viễn Châu đến Trần Hà, Mộng Vân Tử, với khá đầy đủ những vở tuồng nổi tiếng hay không nổi tiếng của họ. Bảy mươi tám tuổi, ông không giữ cái kho báu ấy cho riêng mình mà luôn sẵn lòng với bạn bè đồng nghiệp mỗi khi họ cần. Và với những người yêu mến nghệ thuật cải lương, ông cũng không từ chối. Những cuộc trò chuyện với ông về sân khấu thời vàng son này đã không bao giờ dứt, bởi ngoài những tâm huyết và tình yêu với nghề, thì với ông, ngọn lửa cải lương chưa bao giờ tắt, dẫu ngày nay nó không còn ở đỉnh cao. Lần dở những bức ảnh của ông, từng vở tuồng cải lương sống động hiện về, đó là Phùng Há, Năm Châu, Ngọc Giàu, Thanh Nga, Hữu Phước. Đó là Nửa Đời Hương Phấn, Áo Cưới Trước Cổng Chùa, là Đời Cô Lựu. Những tên tuổi nghệ sĩ mà đến nay trong lòng người hâm mộ ngày ấy vẫn chưa ai có thể làm họ yêu quý hơn. Những vở tuồng mà đến nay vẫn làm khán giả rơi nước mắt. Sân khấu mộc mạc đơn sơ mà hoành tráng lạ kỳ. Diễn viên diễn mà như không có diễn, bởi sự nhập vai vốn có sẵn từ bao giờ. Cải lương đang ở một nốt trầm của sức hút giải trí, và điều làm người ta cảm thấy tự hào và sống lại thời vàng son đó chính là khoảnh khắc lần dở những bức ảnh sân khấu của Huỳnh Công Minh. Rất vui được gặp gỡ quý vị khán giả trong chương trình Hồn Quê Đất Việt số đặc biệt 2011. Kính thưa quý vị, trong đoạn phim phóng sự vừa rồi, chúng tôi đã kể cho quý vị nghe một câu chuyện thú vị về người đàn ông mà chúng tôi rất trân trọng, gọi là người chép sử sân khấu cải lương Nam Bộ bằng hình. Và trong quá trình thực hiện đoạn phim phóng sự này, khi được nhìn thấy những bức hình quý giá ấy, chúng tôi đã hết sức bất ngờ và xúc động. Và để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện cũng như lưu giữ những bức hình ấy, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ ông, ký giả Huỳnh Công Minh. Xin chào chú ạ. Chào cho Thúy. Chào quý khán giả truyền hình của Hồn Quê Đất Việt. Dạ. Kính thưa chú, quả thực là khi mà cháu được diễn kiến những cái bức hình quý giá đó, thì bản thân cháu cảm thấy là gần như là mình đang sống trong thời vàng son ở sân khấu cải lương Nam Bộ của thế kỷ trước vậy đó. Và thưa chú, cháu được biết là trước đây thì chú làm nghề chụp ảnh trong sở thú mà ngày nay chúng ta gọi là thảo cầm viên đó. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa chú đến việc chú thực hiện những bức hình cho các nghệ sĩ cải lương? Ngày xưa thì chú đi bộ đội, đi theo kháng chiến hồi nhỏ đó. Yeah. Trong 7 năm đi theo kháng chiến rồi, tới cái tuổi, tới cái lúc mà sức khỏe mình không cho phép mình tiếp tục đi nữa, thì mình trở về với gia đình. Mà trở về với gia đình thì cái làng quê mình cũng sợ người ta phát hiện ra mình là đi theo giật minh rồi này kia hay gì đó. Yeah. Thì chú về, rồi chú phải lên trên Sài Gòn kiếm nghề làm. Thì lên nghề làm thì cái nghề mà nó
nó vừa dưới cái sức khỏe của mình là chỉ có xin ngẫu nhiên là gặp một người làm cái nghề nhiếp ảnh cùng xứ sở. À, thành ra rồi ông nhận mình vô để làm thợ chụp hình trong đó. Thì trong cái quá trình mà làm thợ chụp hình trong đó khoảng 2 năm. Nghĩa là ban ngày thì làm công cho ổng, rồi chiều sắm máy, mang máy riêng chụp dạo tùm lum tà la hết. Xin lỗi chú, là có nghĩa là trong lúc đi bộ đội chú đã biết chụp hình rồi hả chú? Không đâu, hồi đó chưa biết cái máy hình là cái gì hết. Thậm chí không có biết cái gì hết, nó tóm lại là rất là quê. Nghe là từ hồi nhỏ 11 tuổi đi theo kháng chiến rồi thì không biết cái gì hết á. Nghe là lên Sài Gòn thì tất cả đều lạ hết. Thì thật sự ra may mắn là nhờ cặp đào kép Diệt Hùng Ngọc nuôi đó. Lúc đó thì cũng đào kép tên tuổi của Đoàn Thanh Minh đang hát tại Rạp Thành Sương, bây giờ gốc bác sĩ giật xe với phòng của lão bây giờ đó. Thì hai người mới xách vết ba vô trong đó rồi dựng cái chỗ bản hình đó, nó mới kêu chụp hình. Thì chú thì lanh lợi, chú gặp nghệ sĩ thì nghe biết tên tuổi mình cũng tò mò là nhìn mặt. Rồi mời người ta chụp hình, hình xong rồi đem lại cái đoàn hát đó, giao thôi. Thì bây giờ hồi giờ nghe đó đoàn hát mà bây giờ chưa biết đoàn hát là cái gì, mà chưa biết cây lương là gì, cái bản thân của chú là không có biết cái gì hết đó. Thì mới lại về đó mới hỏi thăm ta, rồi mới đem hình đó đem giao cho Ngọc Nuôi Dương Hùng. Thì Ngọc Nuôi đêm đó không có trả tiền, rồi là đêm sau lại tiếp tục lại phải nói cho tôi vô tôi lấy hình nữa. Nhưng mà mình bản thân mình cũng thích vô đó, mình thấy nó lạ quá, thấy người ta mặc đồ người ta hát rồi mà hồi giờ chưa có biết cái lời ca tiếng hát nào, chưa thấy mặc đào kép lần nào hết. Thì vô đó mới lấn sấn mang mấy hình đó. Thì lúc ông Bầu Nghĩa không có thấy, không có thấy là mang cái máy này vô trong này mà có chụp hình được này. Tôi nói dạ chụp được chứ, cái này tôi có flash mà, thấy không, chụp ban đêm, chụp đám cưới đám tiệc tôi chụp đó. Rồi ông nói chụp thử coi. Thì tôi nghe nói như vậy thì tôi cũng sao ông đứng đó tôi chụp. Chụp xong xuôi rồi cái sao cái đầu chú có cái sáng kiến, nhưng mà khi rửa hình ra đó mình mới suy nghĩ, à bây giờ cái này mình vô mình nói với ông, có thể ông rửa to lên, ông dán lên trước cho người ta biết. Làm poster quảng cáo đó. Hồi xưa rồi tóc lưu vi văn đó nha, để lên trước. Cine thì tôi thấy, đi lại thấy, nhưng mà cải lương không có. Giờ mình nói ông, cái ông nghe cũng có lý. Rồi mình nói, bây giờ mình rửa mấy tấm hình mình chụp đó, rồi sau này ông nói thôi giờ chụp hình nó đẹp vậy thì lại chụp nguyên tuồng, hát từ đầu tới cuối. Đó thì mới chụp một tuồng, mới về rửa lớn ra rồi mới đem gắn ra đó. Lúc đó mọi người người ta lại người ta đi đường hồi giờ người ta chưa bao giờ họ thấy, bây giờ họ có tiền rồi vô trong đó đâu, như bây giờ có hình ảnh trước họ coi đông quá, họ bu coi đông trở thành đó, nó tuồng nào ông tuồng nào ông cũng bắt mình chụp hết, ông mướn để độc quyền tôi, ông trả lương tôi giống như đào kép vậy đó. Rốt cuộc tôi trở thành một cái nhân viên của Đoàn Thanh Minh từ đó cho đến 10 năm sau. Cũng từ cái bước đó mà tôi mới trở thành nhà báo. Bởi vì nhiều đoàn hát, người ta đồn nó có ở Thanh Minh có ông chụp hình nào, ông chụp hình để trước đó, thì đoàn hát nào có gói tuồng mới cũng đi tìm họ hỏi ông chụp hình đó để nhờ chụp gắn trên sân khấu. Thì tôi mới bắt đầu trở thành là chạy show mà luôn đi. Cái ngày nào mà không có Thanh Minh, không có tuồng mới thì tôi nhận đi tới Quy Nhơn, đi tới Rạch Giá, đi đâu cũng đi á. Mà dạ thưa chú, ngay phần đầu của chương trình buổi trò chuyện của chúng ta thì chú cũng đã có nhắc đến chi tiết rằng chú đã có 7 năm ở trong quân ngũ. Thật sự khi mà bộ đội mà về quốc đoàn hồi xưa mà đến đấm cái thời điểm thời kháng chiến mấy năm đầu đó, thì họ đến rồi họ đi, mà họ đến rồi đi, nam nữ gì cũng quý lắm, ông bây giờ trẻ gì gái trai gì cũng mến đó. Thì chú nhỏ mà chú thấy bộ đội đồ ca hát rồi, hồi giờ mình cũng chưa có biết ca hát là gì, làm thấy vậy đi thì nghe hỏi thăm mấy chú đó, giờ đi đây chú đi đâu, nó đi xuống dưới Phước An, nghe là đi xuống dưới chiến khu đó, thì mới xin gia đình mới lén đi, thì đi xuống đi theo thì vô đó thì bộ đội người ta đâu có nhận vô, nhưng mà vô đó cũng may là trong cái đơn vị bao giờ nó cũng có cái chương, nó có cái đội ca hát mấy đứa nhỏ nhỏ ở trong đó. Thì ta lập cái đội thanh niên tiên triền xung phong, rồi nói ngay bộ đội mà tao có ở lâu cơ động,
ở chỗ này đó, rồi người ta rút đi chỗ khác thì mấy ông đâu có cua mang mà đi theo hoài. Rồi mấy ông cũng thấy thương quá, không biết làm sao mấy ông mới đem về cái đơn vị công binh mà nghĩa là chuyên môn sản xuất vũ khí cho mới, mới gửi trong đó. Thì chú đó từ đó thì chú trở thành là người của công binh. Nhưng là rồi thấy mấy ông nói thôi bây giờ Bác Hồ đã tuyên bố cuộc kháng chiến là trường kỳ kháng chiến rồi, cho nên chứ không phải là đánh Pháp rồi thôi đâu. Thành ra do mấy nói thôi kêu tôi Tư đó, em Tư bây giờ cái sức khỏe em yếu quá, lúc đó em cũng 52 là sinh năm 45, sinh năm 34 52 thì lúc đó mới có 18 tuổi, nhưng mà hồi nó nhỏ ốm yếu mấy ông nói thằng này chắc chết yếu quá này. Đó tại đó mấy ông cho ra quân đi về. Chúng ta trở lại cái câu chuyện về cái biệt danh là người chép sử sân khấu cải lương Nam Bộ bằng hình của chú. Vậy thì hình như là cháu được biết là hình ảnh của nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga là được chú lưu giữ nhiều nhất. Và chú vậy thì trong quá trình thực hiện những cái tấm ảnh đẹp của nghệ sĩ Thanh Nga, chắc chắn là chú có rất nhiều những kỷ niệm với cô đúng không ạ? Tôi quý Thanh Nga ở chỗ là một người không phải con nhà nòi. Nghĩa là duy nhất là đi theo mẹ đi xuống này, cái mẹ là lấy ông Bầu Nghĩa rồi cái cổ lớn lên cổ tập hát rồi này kia có theo hát. Mà cô hát rất là hay, nghiêm túc. Bản chất như người đàn ông, hãy nói cái gì làm cái đấy nghiêm túc lắm. Không có đùa giỡn, không có cái gì hết. Với mọi người cũng coi như là thân quen. Không có xem ai mà vũ nữ đồ này kia ca hát trong đoàn mình là người mà mình làm chủ hết. Cái hay cái đó. Cô giờ giấc, đúng giờ tập tuồng. Đúng giờ lên sân khấu là cô nghiêm túc, không có ai nghĩa là mà quấy rầy hoặc mà cũng không ai đó. Nghĩa là sau khi ở mà trên sân khấu hát mà cô vô trong hậu trường luôn luôn lật tuồng ra xem, không cô không có thích mà vừa hát có người nhắc tuồng. Nghĩa là hát phải thuộc, tập trung vào người nào mà hát như cô đó, kể cả Thành Được xin lỗi là có như cái người mà một cặp hát ăn ý nhất mà cô quý mến Thành Được nhất. Nhưng mà Thành Được mà vô trong mà lơ là với cái vở tuồng là vô trong hậu trường là bị cự liền. Dạ thưa chú, trên tay cháu đang là tuyển tập Vang Bóng Một Thời sân khấu cải lương Sài Gòn. Vậy thì ở trong đây là gồm có rất nhiều những tấm hình quý giá thời vàng son của sân khấu cải lương. Dạ thưa chú, trong quá trình thực hiện những cái tấm hình này thì đối với chú, tấm hình nào mà chú cho là quý giá nhất và có nhiều ý nghĩa nhất ạ? Bây giờ nếu mà nói quý giá ý nghĩa nhất á, thì mình chụp, mình nói mà một cái đoàn thanh, mà tôi chụp tất cả là đoàn thanh minh là gần trên 200 vở tuồng, trong khi các đoàn khác chỉ trong vòng 30 vở trở lại thôi. Bởi vì nghĩa là tôi ở cái đoàn đó mà nó hát thường trực tại thành phố, tôi ở thành thành phố nó ở Sài Gòn đó thì tôi chụp nó nhiều. Nhưng mà cái quý giá của mỗi đoàn nó có những cái vở tuồng mà những cái mốc hay những cái nhân vật nó quý giá mà mình không thể nói hết, không thể nói hết. Thành ra do đó đó, nó chỉ có những cái gì mà nó gây cho mình một cái ấn tượng sâu sắc thì mình nhớ. Thì trong đó thí dụ trong này tôi có một tấm hình mà như thế này. Thí dụ như cái thời Thanh Nga với Thành Được nó xứng đào xứng kép nó đẹp như thế đó. Tôi chụp tấm hình này là tôi phải bị ham he, thấy không? Bị nghĩa là người ta bắt lên, ta chụp mũ rồi này đủ thứ tội lắm. Vì lý do gì vậy? Lý do thì họ yêu Thanh Nga và mình chụp cái hình này Thanh Nga với Thành Được á, thì cái lúc đó nó có cái tấm hình đặc biệt mà giờ nó mất cái tấm, bỏ tấm hình đó rồi, thì người ta thấy tấm hình người ta ganh tị, rồi người ta muốn mình xóa bỏ cái tấm hình đó đi, người ta mới bắt lên, người ta ham he mình đủ thứ. Nhưng mà bầu thơ bà mới nghĩ rằng chụp tấm hình của Thanh Nga với Thành Được như vậy mà bị ham he vậy, thì bà bầu thơ bà nói làm bảo hiểm cho tôi 1 triệu đồng nhân mạng nếu mà tôi bị người ta ám sát á. Thì do đó một tấm ảnh mà bà bầu quá dám bỏ ra đi bảo hiểm cho mình, thấy không? Là để tới đến 1 triệu đồng, thì mình thấy cái đó là một cái tấm ảnh nó gây cho mình ấn tượng. Và một cái tấm hình thứ hai nữa mà tôi nghĩ rằng không có một người thợ ảnh nào cho từ đây hay từ trước đây không có khi nào mà có một cái dịp
mà một người nghệ sĩ như cô Bảy Hùng Á năm 86 tuổi mà cô nằm cô nghĩ rằng là cô sẽ chết trong cái đợt này bị nó bệnh nặng quá. Thì tôi và bà Nam đi thăm, rồi bà thấy tôi mang máy hình theo đó, thì mục đích tôi mang máy hình theo là tôi cũng để chụp những cái ảnh cuối cùng của cô Bảy ha, để mà về mà có đăng báo rồi này kia đó. Nhưng mà vô cô thấy mà mang máy hình, cô nhớ lại cái thời cô hát trên sân khấu, tôi ưa cầm cái máy hình này tôi chụp. Thầy cô nói có Quỳnh Công Minh đây, bây giờ Bảy Nam hát kia thì tôi giai Lý Nhu đi, mà tôi hát giai Lữ Bố, mà đâu có quần áo y trang gì đâu, mà đâu có khán giả ở trên cái giường bệnh. Rồi bà nói vậy tôi tưởng bà nói rồi thôi, bà nói cái buông chân xuống cái bà nhảy xuống bà múa liền, cái bà Bảy Nam mới quản. Thành ra do đó mà tôi thấy cái này tôi xúc động quá, cái người nghệ sĩ đến cái phút mà sắp chết tới nơi rồi vẫn muốn hát được một lần cuối, dầu không có khán giả, dầu tại bệnh viện không có y trang mũ mãn gì, mình thấy sao nghệ thuật cao quá, sao quý quá. Dạ thưa chú, có thể nói rằng cách đây gần 10 năm thì có lẽ là cũng chưa có ai biết nhiều đến cái tên của nhiếp ảnh gia Huỳnh Công Minh. Đúng. Nhưng mà phải nói là từ khi tuyển tập Văn Bóng Một Thời sân khấu cải lương Sài Gòn ra đời thì cả kho tàng của sân khấu cải lương Nam Bộ đã dần hé mở. Dạ. Và cháu cũng được biết rằng để thực hiện cái bộ hình này, thực hiện những cái tuyển tập này thì chú cũng đã phải, thứ nhất là tốn nhiều công sức rồi, từ rất là nhiều năm, và thứ hai là khi để cho tập sách này ra mắt khán giả, độc giả khắp nơi thì chú cũng phải cầm cố tài sản riêng của mình, cầm cố ở nhà. Cái đó là nó như thế này, thì thật sự nó cũng cái lúc này cuộc sống nó bế tắc quá rồi, nghe là chú sân khấu nó dần nó không có sử dụng, không có cần để chụp ảnh rồi này kia hay gì gì đó, thì cuộc sống mình nó lần lần nó bế tắc. Mà lúc đó chú đang làm trên báo công an năm 2006, chú mới ra chú than thở với một mấy anh ở trong đó, tôi nói chắc tôi đang cặp nhà để mà sống, không mà bây giờ mấy em không biết chọn cái nghề gì, bây giờ nghề chụp ảnh thì ở báo chí này bây giờ nhiều quá rồi, tôi đâu có làm nghề chụp ảnh nữa mà chỉ viết bài thôi, viết mấy một kiến nhót rồi này kia gì đó. Thì do đó mấy ông nói ông có cái kho vàng ở nhà mà ông không sử dụng, thấy không? Giảng Thanh Sơn ông nói đó, tại vì ông lúc đó ông làm cái gì bên hội nhà báo, câu lạc bộ nhà báo báo chí, tôi hỏi làm sao ông nói, thì cái hình đó ông đem ông triển lãm, thấy không? Rồi tất cả những người mà bây giờ đó gia đình con cháu họ bây giờ họ làm ăn họ giàu có mà họ thấy hình ông bà cha mẹ họ hát lên đó, biết đâu chừng họ ra họ mua một tấm ảnh, mà ông nên nhớ một cái tấm ảnh mà tư liệu này nó quý giá, nó mấy bạc triệu chứ không phải giỡn chơi đâu. Thì nói chứ mình đâu có thật sự, thì tư liệu mình thì có rồi, mình bây giờ tiền thì mình nói vậy để đi về gặp nhà, nếu mình nghe tôi hỏi tốn mấy chục triệu mới làm được triển lãm hay in sách đó, thì thật sự tôi cũng cầm nhà thật, cầm nhà được 150 triệu hay gì đó, lấy một trích một số tiền ra mới là đi làm. Thì cái lần đầu tiên mà làm in sách ra mình sợ bán không được, ai về đâu có ông nhà nước, ông một mình ông in để trong này ha, in 1,000 chứ mình in tới 2,000 cũng tham lam. May là ông lấy 1,000 cuốn, còn 1,000 cuốn bán đó, mà sao phải tái bản nữa đó, người ta mua mạnh quá mà đâu có biết, trời ở nước ngoài nó gửi về mua quá xá vậy đó. Đó là cái kết quả mà sau khi cả cái quá trình mình lao động vất vả như vậy. Nhưng mà cháu xin được hỏi chú là khi bắt đầu thực hiện cái tuyển tập sách này thì lúc đó chú có nghĩ là cái việc cầm nhà của mình nó sẽ không có được cái kết quả tốt không? Nghĩa là làm sao mà lấy được cái giấy tờ nhà đó lại nếu mà cái tuyển tập này thất bại? Thì cũng lo y như cháu nói vậy, ta đặt cái lo cho nhiều người. Nhưng mà dường như lúc đó thì cũng liều. Bởi vì người ta nói cái câu có phước làm quan có gan làm giàu, làm giàu thì chưa chắc nhưng mà cuộc sống nó trước mắt ra. Thành ra thôi bây giờ mình làm mà không ngờ là sách mình ra nó gần như nó không đụng hàng. Mà người ta nghe nói rồi báo chí cũng nhờ báo chí hỗ trợ rồi cũng đăng tin rồi này kia, mà họ lợi họ thấy cái hình Thanh Nga cái bìa là họ mua liền chứ họ không có cần coi bên trong nó cái gì, để tới chừng họ lật ra thì họ thấy hình ảnh mà như là họ lên sân khấu rồi xem thì hổ quý quá rồi. Chắc chắn là trước hết là vì cái công cuộc mưu sinh, nhưng mà cháu nghĩ là cái điều quan trọng là cái ý nghĩa của công việc này, nó có một cái ý nghĩa là bảo tồn lại những cái
quý giá cho sân khấu cải lương Nam Bộ, đúng không ạ? Đó, cái bảo tồn đó là bê từ từ những cái lời đó mà mình mới thấy, mình bắt đầu mình mới có ý thức. Chứ hồi giá trước trị đó, của việc làm của mình. Trước đó mình không nghĩ, tôi nghĩ cái đống này đó là tôi ngủm thì nó thành đống rác. Dạ vâng, cháu nghĩ là chắc là nhiều người cũng sẽ rất là băn khoăn, muốn biết là chú đã dùng kỹ thuật gì để bảo quản cái số lượng phim lớn như vậy trong suốt hơn nửa thế kỷ. Hơn nửa thế kỷ mà biết bao nhiêu người hỏi giống như cháu, tất cả phóng viên nào cũng hỏi, thậm chí bây giờ mấy cái nhà mà tôi đem hình tới mà họ rửa cho tôi, họ cũng ngạc nhiên đó. Dạ. Phim ảnh thì nó sẽ móc, nó oxy hóa, nó này kia gì vậy, nó hư hết. Không ai mà giữ hình tới mà trên nửa thế kỷ mà nó còn nguyên như nãy chú đưa phim cho cháu xem, nó đẹp như vậy, nó trong khe như vậy đó. Mà tôi không biết tại sao, nhưng mà sau này tôi có cái lý giải. Tại vì tôi tự làm từ A tới Z trong cái ngành. Nghĩa là đi chụp, developer ra rồi ra phim rồi rửa ngâm nước, xong cho không ngâm thuốc cho nó phơi đâu, nó kỹ lắm rồi mới treo. Chứ không phải là mình đi mướn người ta rửa. Nếu mình mướn người ta rửa, ta nhúng vô lên hình rồi ta lấy ra, ta sơ sơ cái ta rửa hình, ta cuốn phim, ta giao mình, thuốc nó còn dính ở trong cái phim á. Nó ăn hết, nó ăn mục hết. Đó, hình cũng vậy. Còn cái vấn đề mình giữ phim, trời ơi, bao nhiêu năm mà dời nhà, dời cửa, bao nhiêu lần tôi quý cái đó, tôi rinh đâu tôi rinh. Mà tôi không biết tôi rinh để làm gì, không có ai rửa hết đó. Thậm chí bây giờ tôi nói, có những cái hình mà lâu đời mà tôi chụp ở ngoài đời không dính sân khấu mà tôi cũng tiếc, tôi cũng để hoài đó. Dạ thưa chú, cháu cũng biết được thông tin rằng chú có ý định tặng toàn bộ những cái phim của chú cho một cá nhân hoặc một đơn vị nào đó. Và vì sao chú lại có cái ý định đó? Khi mà tôi có cuốn sách này ra thì có hai người đến cái chỗ tôi làm hát với nhau đó. Họ đặt điều kiện, họ mua hết 550 cái bộ phim của tôi tuồng đó, dưới một vở tuồng là 1 triệu. Mà trong cái thời buổi mà tôi không có tiền mà họ ra cái giá 550 triệu, họ mua liền, họ mua dưới cái điều kiện phim đó ông không được để ảnh của Quỳnh Công Minh, tôi không để tên cái Quỳnh Công Minh nữa, mà tôi chỉ lấy cái phim đó tôi làm gì đó là quyền của tôi. Tôi mới bị sốc, tôi về cũng trao đổi với bạn bè, nói tôi không thiếu sống mà cái công trình của tôi giữ mà đến đổi mà tôi chưa biết quý nó, mà ông quý tới cái mức đó thì tại vì sao tôi phải bán. Nhưng mà rồi tôi giữ rồi cái nó quý như vậy, rồi tôi giữ để tôi chết bất đắc kỳ tử, cái tuổi tôi lớn rồi mà tôi chết bất đắc kỳ tử, nghe là theo cái tuổi tác thôi, thì cái đó rồi ai mà biết tuồng đó tuồng gì của ai, sân khấu nào rồi chú thích ra, thì cái thời gian này gọi là quỹ thời gian tôi biết đánh giá là nó không biết ngày nào. Thành ra do đó tôi muốn có người nào cùng một tâm trạng như tôi, biết giữ gìn cái tư liệu sân khấu này cho một cái đặc thù của một cái bộ môn nghệ thuật đặc thù của miền Nam còn mãi mãi. Thành ra do đó mà tôi muốn người nào cùng cục ý tưởng như tôi thì tôi sẵn sàng, tôi không có điều kiện gì, nhưng mà biển cái đó là mấy ông biết trân trọng như tôi trân trọng. Và phải để cái tên Quỳnh Công Minh tôi ở trong cái phim ảnh những của tôi có. Và cháu hy vọng rằng là với những tâm huyết của chú cũng như là một công trình hết sức vĩ đại này thì chú sẽ sớm nhận được lời đề nghị của một người nào đó, một đơn vị nào đó để chú truyền lại kho tàng này để lưu giữ cho mai sau. Còn bây giờ thay mặt những người thực hiện chương trình, cháu tặng chú một bó hoa thay cho lời cảm ơn về sự hiện diện của chú ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình Hồn Quê Đất Việt ha. Dạ. Và cảm ơn cháu Thúy là trò chuyện với chú hôm nay ha. Dạ. Dạ, cháu kính chúc chú thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Kính thưa quý vị khán giả, còn bây giờ trước khi khép lại chương trình Hồn Quê Đất Việt, Thanh Thúy kính mời quý vị cùng xem lại một số hình ảnh quý giá trong kho tàng hình ảnh của sân khấu cải lương Nam Bộ được ký giả Huỳnh Công Minh ghi lại vào những năm 50-60 của thế kỷ 20. Và kính chúc quý vị trước thềm năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào tạm biệt.